từ cổ chi kìm. Mỗi khi Tết đến xuân về thì lại có một phép màu làm những người lớn từ rất giàu trở nên nghèo đi. Còn 100 người còn không một xu dính túi lại trở thành triệu phú. Tưởng chừng ngày này sẽ tồn tại mãi như vậy, nhưng có một cuốn sách cổ được canh giữ bởi 100 vị thánh nhân thọ lò núi xanh thời đó. Nó có chứa một câu thần chú, mà chỉ cần đọc nó lên thôi, tất cả sẽ trở lại như cũ. Cho nên cuộc chiến long chân lở huyết đã nổ ra để ngăn cản câu thần chú đó được thốt lên. Người lì xì đây, mẹ cảm ơn cho câu thần chú đó được lưu truyền cho cả đến tận ngày này. Thôi làm trò mèo đi mẹ. Các người biết gì không? Tôi đã từng nghĩ, ngày xưa chắc bà cũng nói với mẹ tôi: đưa ly gì đây, mẹ cầm hộ cho. Và rồi mẹ tôi giờ nói với tôi: đưa ly gì đây, ta cầm hộ cho. Và rồi sau này tôi cũng sẽ nói với con tôi như vậy, con tôi sẽ nói với cháu tôi như vậy, và cháu tôi cũng sẽ nói với chắc tôi như vậy, và chắc tôi cũng sẽ nói với chắc chít chút chít chụt chít tôi như vậy. Cứ như thế, nó thành cả một dòng chảy lịch sử luôn. Nên là đón Tết thì vui vẻ đẹp đẽ bao nhiêu, thì tạm biệt Tết lại đau khổ và tổn thương bấy nhiêu. Nhưng dù sao tôi vẫn thích Tết, vì Tết được bú nước ngọt thả ga mà không bị cấm. Tết còn đếch sợ bố mẹ mắng vì thế sẽ mất rông. Và Tết còn được full combo quần áo mới, giày mới, đẹp trai xinh gái nhất xóm. Quần áo ai mua cho mà đẹp thế nhở? Mẹ con mua cho đây. Hồi đấy, mỗi khi chuẩn bị Tết là mấy đứa trong lớp tôi đứa nào cũng háo hức, náo nức. Chỉ cần nghe thấy tiếng trống trường của buổi cuối cùng vang lên là auto. Năm sau gặp lại nhé. Còn đôi giày thối với dép que khắm ấy thì tôi mang ra đánh thật sạch sẽ, chuẩn bị cho một năm mới chân thơm đi học. Rồi làm gì thì làm. Các người có biết một món đồ cực thích của lũ trẻ con bọn tôi khi Tết sắp đến là gì không? Đó chính là bóng bay. Hồi đấy các người không thể tưởng tượng ra là bóng bay nó quý giá như thế nào đâu. Nó hầu như chỉ được bán và xuất hiện vào Tết. Ngoài Tết sang mùa khác là hầu như không thể tìm được chỗ nào bán bóng bay cả. Nên lũ bọn tôi trân trọng từng quả bóng bay cực kỳ. Ngày đấy có 3 loại bóng bay phổ biến nhất: bóng bay nhỏ, bóng bay to và bóng bay khổng lồ bà hồ. Mà mấy quả bóng nhỏ này thường bọn tôi thích treo lên cây đào. Và treo lên xong thì tất nhiên là nhìn nó xấu thế. Và chỉ cần một vài hôm sau nó bị xì là nhìn nó sẽ hơi nhăn nhăn, hơi xanh xanh. Và nhìn cực kỳ giống ý như là... Là chim măng tùng bị buộc lên cây đào kia. Bé quá. Bóng bay thì đam mê rồi, nhưng nó sẽ cực kỳ khập khiễng nếu so sánh với bóng bay oxy. Gọi là bóng bay oxy thôi, chứ thật ra ở bên trong nó là khí heli hoặc là khí hero ấy. Tôi thích bóng bay oxy vì nó bay được, cảm giác như kiểu có phép thuật nào đó rất là ảo ảnh ấy. Nhưng mà đến với đam mê đâu phải đơn giản như vậy. Tôi phải đổ mồ hôi công sức ra, dọn nhà, dẹp cửa, lau bàn, chùi ghế thì mới có thể được mua một quả bóng bay oxy. Vâng, chỉ ô tờ ốt mà ốt mốt nặng một quả bóng bay oxy. Nhưng không sao, tôi sẽ bật mí cho các người một bí mật này. Tôi luôn xí luôn việc quét nhà, đặc biệt là quét sân, vì nó có sự hãnh diện, sự an ủi và một chút tình người. Chưa cần quét sân mà chỉ cần cầm nhẹ cái chổi lên thôi là ngay lập tức: ôi dồi ôi, con mẹ lan giỏi thế. Tết dọn nhà quét nhà cho mẹ cơ, trả bù cho thằng bẹt nhà bác. Mày ra đây mà xem học tập anh Long đây này. Đấy, và rồi tôi quét nhà thật là từ từ, thật là từ từ, để tất cả người lớn trong xóm, từ cô chú đến ông bà, đều thấy cái sự chăm ngoan đó của tôi. Quá là ngoan, quá là gương mẫu luôn. Và tất nhiên, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, thì tôi háo hức để nhận lại phần thưởng của mình trong hôm 30 đó, để còn kịp đú đờn ngay Tết chứ. Vì quá là đam mê, nên tôi vẫn còn nhớ như in, sáng nào xe bắn bóng bay cũng sẽ đi qua nhà tôi duy nhất khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi sáng gì đấy. Tôi còn ngắm chát chê mê mải trước, và đã tiêng ngay cho mình em bóng hình con gà chi mừng nhất rồi. Được mẹ xúc là múc luôn. Nên là sau khi quét sân, tôi ngồi ngăn nắp trên chiếc ghế mà con em tôi vẫn đang lau, sáng bóng thơm tho chờ đợi xe bắn bóng đi
quà. Nô tì lau nhanh cái tay lên, chỗ kia còn bẩn cái kia. Mỗi khi Tết đến là mẹ sẽ hay kiểu đóng hết cửa lại, lau cửa ở bên ngoài, rồi lấy vòi xịt rửa xe phụt vào cửa kính, sao cho nó đánh bay bụi bẩn. Nhưng mà đợi mãi mẹ tôi vẫn chưa lau cửa xong. Và rồi tôi nhìn thấy một bóng dáng thân quen từ đằng xa. Ai mua bóng bay không? Bóng bay oxy đây. Mẹ ơi, mẹ mở cửa để con mua bóng bay oxy. Mở cửa cho con mẹ ơi. Nhưng mẹ tôi vẫn đích quan tâm nên tôi phải chuyển sang tột cùng của tột cùng nỗi đau để mẹ tôi có thể thấu hiểu được. Kết quả vẫn như vậy, nhận ra mình đã dính vào một cú lừa thế kỷ. Nhưng các người có biết gì không? Cú lừa thế kỷ làm sao mà bằng cú lừa thiên nhiên kỷ? Tối hôm đó, sau gần một tuần không tắm vì trời lạnh, tôi gột rửa cơ thể mình bởi dòng nước ấm. Và sau đó, mẹ tôi bắt đầu dặn dò những bài học không được quên, vì chắc chắn sẽ được sử dụng vào ngày mai. Nếu như khách đến chơi mà đáng trong phòng, chạy ra thật nhanh, miệng chào thật to. Cháu chào bác à. Nếu như khách đến chơi mà cho lì xì, thì phải xuống tay, dạng treo lên rồi. Cháu còn em gái đang đợi trong nhà, cháu còn cả bà cách đây không xa. Cứ như thế mà triển khai, cứ như thế mà, cứ như thế triển khai chắc chắn sẽ sống. Đưa tiền đây, mẹ cầm mẹ xuống vô hết. Cẩn thận kỹ, làm sao mà sợ mất được. Con yêu cứ đục vào vì mẹ cứ thật kỹ cho. Nếu khi con có cần, cứ nói một câu mẹ đưa cho luôn, mẹ đưa cho luôn, mẹ đưa cho ngay. Nhưng mà chỉ có 3 hôm thôi mẹ ơi, cho con xin thêm 200 lì xì đi chơi. Tiền mày đưa, tao dùng để nuôi mày hết. Không học đi, chỉ muốn ham chơi suốt ngày. Cơm nước học phí kỳ một này, slip mày đang mang, sách vở mày đang dùng. Học thêm thì sao, cô Vân, cô Mai, cô Nga, cô Lan, cô Vi, cô Thúy. Đó cơ bản là các bước của một cú lừa thiên nhiên kỷ. Ngày đấy tôi vẫn nhớ như in là Tết xong thường tổng lì xì là 1-2 triệu gì đấy. Tôi thấy lúc đó là giàu vãi trưởng, giàu kinh khủng. Chỉ đợi đi học để sĩ dởm với lũ bạn. Bọn mày được lì xì bao nhiêu? Tao được lì xì 8 triệu nhá. Tao 10 triệu. Thế mày được bao nhiêu? Tao nhiều lắm, không biết thì thôi. Sau khi flex số tiền xong thì flex cái này mới gọi là đỉnh cao này. Mẹ tao cho cầm một nửa lì xì nhá. Mẹ tao cho cầm hết nhá. Còn mẹ tao cầm hết nhá. Yo, sau một thời gian ngắn vắng bóng thì Dratelling đã quay trở lại rồi đây. Trên đây là hai bạn mà tôi đã lựa chọn để vẽ lại avatar. Người đàn ông đa tình thì tôi vẫn đang tính toán, còn những video tôi hứa chắc chắn có tập 2 là chuyện ngày Tết nhé. Còn giờ, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Dratelling. Lì xì cho tôi một cái like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại sau 2 tháng nữa. Bye.